đây rồi. À con hổ na. Con hổ bơ đâu? À, đây là điểm gì đây? Con dê à? Ok. Không phải đánh giám đâu, nó thở đấy. Nào đây đây. Bớt cho con bé lên ăn đi. Nhanh lên, đừng nó buồn bây giờ. Ok. Con hồ. Mũi bạn kêu cụt khịt. Ui rồi em Ben cho ăn giỏi quá nhờ. Bớt cho cứu dê ăn đi. Con để phân cho cừu nữa. Ở kia kìa. Ừ. Đánh nhau rồi, đánh nhau ủi húc nhau luôn. Húc mạnh thế nhỉ? Đấy đấy, cho bạn trắng này ăn này. Bơ cho bạn trắng ăn đi. Đây, trắng này, trắng ở dưới đây này, cho đem cho vào. Em bạn này, này, đứng trên nó. Con to nó tranh của con bé à? Con là bé phải ăn. Ừ, nó đi ra đây, cho con bé đi. Nào, cho con ngựa ăn đi. Bơ cho con ngựa ăn đi. Đây này. Đây đây, lấy một cái thôi. Bên sợ. Con này to quá bên sợ. Đấy. Đây, bố cho. Cho nó ăn nhá. À đây, Ben hoan hô đi. Oh no. Đấy. Em lên bye bye đi. Bà vai ngựa đi, ủa là lấy của bác. Giật, không được giật thế, xin bác chứ. Đây. Bác cho tin bố à. Giỏi luôn, ôi thôi, em xin bác ạ, à. cho bạn này chưa được ăn. Cho bạn bên này, bạn này ăn rồi. Giỏi luôn. À, bữa nay cho con kia ăn hả? Đây nữa này. Đây lấy một cái thôi chứ. Con tìm bố à. Này ra đi. Con nhau cũng kêu à. Hết rồi, bố hết rồi. Đây này, còn mỗi bơ có đây này. Bơ cho con cừu ăn đi. Nếu bơ không cho thì đưa cho Na để cho Na cho đi. Cừu đen à? Đấy, em Ben cũng cho cừu ăn đấy. Hoan hô chưa? Hoan hô. Bye bye. Bơ phải lại gần chứ. À, gấu tập thể dục đấy. Úi giời, giỏi chưa? Động tác giỏi chưa? Đấy. Đấy. Bữa nay đang xem gấu tập thể dục đấy. Còn hai con kia thì lười. Chỉ có ngồi ở trên đấy thôi. Nó cười nhỉ?
Bữa nay sang bên này tập tập cùng với nó đi. Bữa nay bên tập cùng với nó đi. Lắc lắc lên này. Lắc lắc đi. Đấy, lắc lắc đi. Đấy. Bên lắc theo gấu đi. Đấy. Giờ con gấu nó đi ra nó ngồi kìa. Nó tập xong rồi nó ngồi đấy. Ngồi đi. À, nó lại ra đấy nó tập à? Ra ngồi đi gấu. Gấu ơi. Gấu ơi. Chạy rồi. Nó lùi. Nó tập xong rồi nó đi ngủ. Ui, Ben đi chậm chậm để chữa sinh nó à. Kìa, nó chờ Ben đi kìa. Đấy, nó quay lại này, Ben. Nó quay lại rồi đây này. À, thế à. Bố đang chờ nó ngồi để nó có cái yếm ấy. Con gấu nó có cái yếm trắng này. Đẹp đấy. Xem cái yếm của nó. Lại tập. Chăm tập thế. Đâu, cá sấu nằm như nào Bona? À, nằm như này. Rồi, đúng rồi nhờ. Ấy, cá sấu ấy. Cá sấu ăn thịt. Cá sấu ăn thịt. Cá sấu ăn thịt. Cá sấu ăn thịt. Ui, cá sấu nó ăn người luôn đấy. Ý, đây này cá sấu này. Ui, tay nó kìa. Đùi cái kìa. Đừng cho cá nó ăn này. Ôi, thế thì em phải biểu diễn trước. Em biểu diễn trước. Em biểu diễn trước đi. Em biểu diễn. Là mình thả như thế này rồi à. Nghĩ là mình nhấc lên. À. Em làm một lần đi, em làm một lần đi. Nó mất cá ăn. Em làm một lần đi. Không sao, nếu mà nó đớp thì cũng không sao mà. Ê, nó nhìn thấy rồi, nó nhìn thấy rồi, nó đang đến này. Đấy, nó đang đến đây này. Đấy. Đấy. cháu cứ chơi đi, bọn cháu cô gửi tiền. Không, mình chơi, nhà mình chơi chứ. Không sợ lắm. Ê, con ở trên kia nó cũng xuống kìa. Chỉ sợ. Cháu cứ làm hộ cô chỉ cần để quay mà. Rồi, em cứ làm đi. Nhưng mà nó đừng bớt bọn trẻ con đấy. Đấy, cứ làm đây. Đấy, này, dưới này. Bu một đống rồi này. Đấy, cháu sợ. Một đống này. Đấy, chuẩn bị nó lên, nó đất đây. Mắc rồi. Chết chắc. Mình không chơi à? Cháu cứ chơi hộ. Em biểu diễn. Em biểu diễn. Để cô canh. Xem nó như nào thôi. Không sợ. Không sợ, nó không lên được đâu chú. Chú đã giúp rồi. Mấy con đây bơ đếm là mấy con? Một, hai. 3. Đấy, bắt đầu đấy, nó đớp đấy. Mình chết, nó đang giả vờ đấy. Một phát nữa, Ăn ăn chỉ không chơi thiệt à? Không chơi đâu, chồng cứ giúp khổ thôi. Em cứ cho nó ăn. Em cứ làm mấy phát cho nó. Hai phát thôi chồng đó. Không sợ, nhìn. Đấy, hả môn sẵn lên này. Đấy, úi dồi, để hả môn sẵn sợ đi. Con nào mất được à? Em nhìn thấy chưa? Bữa nay sợ bữa nay đang thích gì? Bữa nay đang thích gì? Đấy, bữa nay đang thích gì? Bữa nay nhìn bữa nay không sợ nhớ lớn rồi. Bên vẫn đầu cúi đây.
Ôi mồm nó xinh nhỉ. Ôi. Đẹp đấy. Nào có xem nữa không? Nào bây giờ lên ăn đi con voi. À em bên. À cô Hương. Bữa nay có thử không? Bữa nay không sợ. Đây là cái mũi nó thở thôi được không? Đây. Cho bên một miếng. Ui, bơ còn đưa cho cô. Na phải cầm cái này, Na phải cầm cái này. Em có thử không? Đây đây, bố giúp. Đây bên này, bố giúp này. Này. Đấy cái mũi của nó đây này. Đấy. Đấy, bên giỏi chưa? Bên giỏi chưa? À nó cầm để nó cho vào mồm nó. À bên này thích cho hẳn vào lỗ mũi. Đấy. À ở đây đây. Nào. Đấy, cầm cầm đi mũi rồi rồi rồi. Đấy con đứng bên này. Bữa nay đứng gần vào, có sợ đâu, nó có cắn đâu. Con voi nó ăn cây mà. Nó có ăn thịt đâu. Đấy. Con voi to nhờ. Con này to thật đấy. Con này mấy tấn hả cháu? Con này 3 tấn. Đấy, em Ben cho đây. Na cho con voi ăn đi. Đây anh mượn một cái này. Nào, Na đâu? Con này có hoa này. Đây, bố giúp. Mang ra đây. Này, đấy em Ben này. Này, giúp này. Đấy. Đấy, thấy chưa? Nó bị rơi rồi. Đây, đấy. Này, Na cầm lấy. Đây. Đấy. Nó bị sủa mũi đấy. Mũi chảy nước rồi. Bên cho. À cái nào chán là nó không ăn đâu nhá. Hết rồi gần đâu. Bye bye nhá. Mía cho vào rồi. À thêm bây giờ cho nó ăn hết rồi gần đâu nữa. Ok. Đây Ben. À hoan hô. Ôi cứng nhỉ. Cứng. Da nó phải này nó mới chịu được. Bạn ơi, bạn con nó thấy dưới đất kia kìa. Nhặt cho bạn đấy, nhặt cho bạn. Nó nhìn thấy dưới đất kia kìa. Em ơi, em ăn. Đây cho Ben sờ, Ben có sờ bạn không? No. Ben no. Ơ thì nó lại sờ cái bé thế. Đây. Ôi, cái dòng mía lúc nãy đâu nhỉ? Nó ăn rồi. Nó ăn nhanh thế. Đây. Hoan hô. Đấy, bây giờ sờ không? Sờ bạn không? Không. Nó ăn cái miếng là sao nó nhanh thế nhỉ? Ăn nhanh lắm. Cái này ấy không ăn được. Đây. Cái củ na đây này, nó ăn đây này. Này. Này, đây, cho vào mũi này. Đây, nó lấy ở trên này xuống. Đây. Ui chà. Ơ, sao không? Con chim nga con khấu đẹp ngủ to. Thế à? Về thôi. Kit zone rồi này, có cả cầu trượt rồi này. Ơi đà điểu này. Đây ở gần đây không biết rồi. Nai này. Bây giờ đến con ăn. Nay ngồi sao này. Hiêu sao. Nó sao.
Hôm qua theo sao vậy đây? Đi tiếp đi, đi tiếp. Đi về điểm đầu đi. Ở đây con gì này? Hiêu sao? À đâu, đây là nai. À, nó hát bài như sao à? Con này con gì? Con khỉ à? Khỉ à? Khỉ ở trong này à? Ờ, con khỉ về tí kia kìa. Bé chuồng rộng thế. Chắc là có mấy con đấy. Ostrich. Nó hát bài gì đấy? Cứ đang hát rồi hỏi dừng. Thế đi bộ tí xem vườn chim đi. Xem con đàn điểu đâu? À con kanguru đâu? Con chim đàn bay. Ngay lúc đầu rồi. Hay thôi đi ra ngoài đi. Luôn ngay lúc đầu đi. Đi luôn con chim đàn bay. Sợ muộn không? Ở đây có chim đàn bay. Có vẻ ở đây có chim để bán không? Ừ, hỏi không đúng. Bố có vẻ ở đây có chim để bán không bố à? Có chim để bán đấy. Chim để bán đấy. Bố đang làm chim để bán đấy. Con ăn này. Bố ơi, ở đây có vẻ ở đây có con chim để bán không? Ồ, kìa. Con chim để bán kia kìa. Cô đang cầm kia kìa. Đấy, đấy, đấy. Đấy. Em dốc lên. Nào. Dốc giống chị Bơ này. Đấy. Nhặt nhặt nha. Bên đừng ngửa. Bên dốc như thế này thì nó mới bú được. Đấy, đấy cái dốc này nhá. Đúng. Đấy, em bên đây này. Đấy, ba chị em. Úi chà. Nào dốc đi. Ơ. À, vừa lấy đâu ra đấy? Nó lại lấy con dít nữa, lấy vừa chảy cả. Dốc đi. À. Bèn cháu lại tí. Đấy, bên cho bạn ở trên kìa. Bên bắt trên này. Hay bên đây rồi, đây rồi. Đấy. Bên cho bạn này này. Không, bạn đây này. Đây đây rồi, rất tí 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 đấy. Khổ thân. Bạn được, bạn không. Bạn to này cứ tranh vào thế nhở? Nó to. Đây đây. Đây, cho bạn này. Okay. Úi giời ơi. Đấy, mấy con dê lúc nãy cũng thế. Ôi dê mất rồi. Ơ thôi thôi, bơ không lấy, không lấy chai nữa. Đây đây, bên đây. Đấy, em bên cho uống đấy. Cầm chắc vào. Ôi, bên đừng cho vào một. Em lúc cho tí thì không thể đứng tí. Thấy bạn tì không phải dốc, không phải dốc. Bà không cho bạn gì vẫn tì mất đấy. Đây cho bạn này ăn với. Thôi na cho bạn tì nốt đi. Tì hết đi nhanh. Đấy cái trò này hay đấy. Cho về chị. Đi hết đi nha. Mình chơi nhau nữa. Mình chơi nhau nữa. Đổi cho bạn này. Cho bạn bé. Đúng cho bạn bé. Các bạn bé này. Ừ, hút nhau thế này. Hút nhau, tranh nhau à? Đây con cầm ăn hết rồi. Ừ, hết rồi, đưa cô. Ừ. Dạ, thôi à. Ok, ok. Vâng, được rồi. Sữa xong rồi. Sữa xong rồi. Sữa xong rồi nhá. Về cho tí. Cho bên thôi, na thôi, nhiều thế. Con dê uống gì? À, đây là con dê. Con dê uống sữa hả? À, ở đây. Ừ, để cho con bé chứ, con to này cứ chen vào. Năm. Con kia nó no rồi sao nó cứ ngồi ngoài đi. Con đen cọp cọp.
Có biết quấn xuống đây luôn. Ừ. Đây cho con này đi bơ, cho con ở giữa đi. Dốc lên cho dốc xuống đấy. ra đây em bé không ra, em bé kia không ra. Đây, Na cho em này của em đi. Con to này cứ ra để tranh thế nhỉ? Con cho bạn nha. Lớn 4 miếng đây, mình nghe lớn cũng mới bụng. Úi giời, nó tranh hết rồi. Dốc ngược lên thì nó dốc ngược lên con, đúng rồi. Dốc ngược ghê. Nó mổ ấy, bây giờ nó mổ ấy. Đó, nó mổ mắt.